ơi. Gì thế Mây? Lính vừa bắt bố em rồi, cả bố anh nữa. Về đi anh. Nhanh lên anh. Tao ôi các bác ơi, anh em mới có 17 tuổi. Cháu xin các bác ơi, cháu lạy các bác ấy thả anh ấy ra. Lấy tao thả đây. Thả anh ấy ra, anh ấy chưa đến tuổi mà kìa. Mày. Ok. Lấy đây. Cháu xin bác. Bỏ ra ra chứ, bỏ ra. Tiền sử mới bỏ ra. Bỏ ra nào. Ờ, bố cáp. Bố. Lại các ông, lại các ông. Tao bắt được mày rồi nhá. Mày. 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 Đập cho nó được vỡ ra. Không được đâu, đập cho nó vỡ ra. Đâu? Ôi bà. Không cho chúng nó xuống. Lấy thằng này đi vào. Lên lên. Ai là Nguyễn Văn Mít? Mít chưa ạ? Mít đây là Mít. Mít cũng được, Mít cũng được. Sao lại Mít cũng được, Mít cũng được là thế nào? Dạ. Nguyễn Văn Mít ạ. Mấy cái thằng kia, tao chỉ vào cái nhỏ thế nào? Tôi không có giáo mà cũng không có áo. Không có cả xà cạp. Ôi dào, lính vô ngồi thì chỉ có việc đi bắt phù đốc thuế chứ có gì mà rộn lên. Thằng nào có nón thì thôi giáo, có giáo thì thôi nón giấu. Có nón giấu thì thôi, có xà cạp thì thôi cậy. Ui ôi giời ơi, mày ra đây làm gì? Bố cháu bị... Hả? Cháu mày để ai trông? Không cho đàn bà xuống liền. Mày đến tuổi đang lính rồi, không về đó bắt đớt thì sao hả cháu? Về đi, về cận châu ngay, không giữ đồn với ta bây giờ. Cháu về đi. Trời ơi, thím giỏi ơi, hôm nay tôi đi coi như không về. Thím bảo với thằng quậy hôm nay coi như ngày giỗ của tôi, thím nhớ. Bác cứ yên tâm, xảy cha con chú, xảy mẹ con thím. Thằng quậy là con. Cái gì thế? Nó lừa. Ôi thằng quậy. Bắt lên mày. Bắt lên. Các ông, tôi chết rồi, ông kia làm rơi mất cái nhẫn vàng người của tôi rồi. Ông đây, ông tìm giả tôi đi. Tôi sợ bị mất cái nhẫn vàng người này. Đâu là mày nhấc chân lên nào? Kia, không phải. Kia, không phải. Quậy. Quậy.
Mày rút đầu vào đâu? Để cho ăn lúa, giờ mới dẫn xác về. Để ông xem Châu có no không. Ăn cơm đi cháu. Cố mà ăn. Cháu ăn đi. À, mày chăn Châu thế hả? Thằng kia để bụng nó lép kèm kẹp ấy, bỏ bát cơm xuống. Ông để nó ăn đã nào. Nó cần làm gì có cỏ. À, Châu nhà ai mà chả đói. Mày còn cái à? Cái này. Cái này. Cái này. Xin ông. Thì không ông. Ông này ghê quá nhỉ. Bà lại bênh quá. Bênh quá. Có giỏi đánh tôi đây này. Này thanh này. Ôi trời ơi. Ôi. À, đánh bà. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đánh bà này. Đánh bà này. Nó đâu rồi? Đâu rồi? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Có giỏi thì giết chết thằng này đi. Châu nhà mày chỉ no. Châu đói tao không bị đòn. Tao cũng không sợ, tao có cách rồi. Về đi. Chú ơi, Châu nhà tao hôm nay no nhất đàn ạ. Có đòn có khác. Đấy bà xem, mấy ngày hôm nay con Châu no cong bụng ra thế kia kìa. No thì no thật đấy, nhưng mà sao cháu không tắm cho nó một cái. À, Thím ơi, cháu vừa đan xong tấm lưới này này. Mai nhà ta thâu hắn thịt chim. Thôi, vào ăn cơm đi. Để Thím lấy gầu nước dội cho nó một cái nhé. À Thím ơi, để mai cho nó xuống ao. Để cháu dội cho. Để Thím dội cho. Cháu dội cho. Dội chỗ này này, dội chỗ kia kìa. Dối cả. Thôi, đi lấy cho Thím một gầu nước nữa đi. Vâng. Ôi giời ơi ông ơi. Cái gì thế bà? Này ông xem này, nó lừa chúng mình rồi. Châu đói thế mà mày bảo là no. Thằng khốn nạn. Thằng dối. Thằng dối cha lừa chúng. Đánh chết nó đi. Trả lại chú ạ. Chết nó đi. Nó lại dối. Khốn nạn. Thằng dối cha này. Dối này. Trả lại chú ạ. Trả lại chú ạ. Cháu chừa rồi ạ. Dối chừa này. Mày chết kìa này. Ngân nhà này. Mày trở lại chú rồi, tao xin chú rồi.
cháu đau quá. Đấy các ông các bà xem, nó lấy mo chát bùn vào lừa chú nó. No gì mà no. Ông đừng nóng. Chồng ngo ngoài đất ý. Dậy hết đủ rồi. Ông vào nghỉ đi. Ông tha cho thím cháu tôi. Ông nhà tôi mà nóng như người ta, tôi mà không tốt gan à, thì đã chả chôn sống nó rồi. Mới 3 tuổi danh nứt mắt ra mà đã lừa đảo, dối trá, điêu ngoa. Tôi xin có lời với các ông các bà nhé. Từ nay đừng có ai tin nó điều gì cả, mà nhà tôi không có trách nhiệm đâu. Namo Ajida Phật.
Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Bà ơi, hôm nay nhà cháu có việc gì đấy ạ? Hôm nay là rằm tháng 7, xá tội vong nhân. Thím mày làm lễ cầu phúc cho thằng em ở trong bụng ấy. Thế vong nhân là gì ạ bà? Vong nhân là thằng bố mày. Thím ơi, bố cháu chết rồi à thím? Chỉ được cái nói dại, ỉa mồm đái miệng mày. Tao cũng cô hồn chúng sinh chứ, mà bố mày cũng lại chỉ đến chết đường chết chợ thôi. Thôi, mang cháu ra ngoài kia múc để cúng cô hồn đi. Con lại vong hồn bố. Còn sống hay đã chết, bố sống khôn chết thiêng, hãy về ăn cháo thí. Hôm nay rằm tháng 7, con cầu cho mọi vong hồn được no đủ nhờ cháo thí. Được giàu có, nhờ vàng mã con đốt xuống, xin mọi cô hồn đêm nay chứng giám cho lòng thành của con. Thì sư nó lại húp thế kia kìa. Xin phù hộ cho vợ chồng con và đứa bé trong bụng con. Mày sẽ chết mấy bà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đồ lừa cha dối chú, đồ lừa thầy phản bạn. À, mày lại ăn cả của con bà. Mày xuống đây, mày xuống đây. Mày lại ăn dặn cả của ma đói mà bác à. Này, 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 này. Mày chết đi. Cho lại tí bà, cho lại tí bà. Chết đi này, đói thì ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Mày khốn nạn này. Mày giỏi nhỉ. Mày ăn hết cháo của con bà. Ăn cả của ma đói mà khác. Có chuyện gì chứ bà? Đấy, ông già mà xem. Mặt cái thằng khốn nạn, đồ lừa đảo. Để tôi cho nó một trận. Mày ăn hết cả của con bà. Cuối. Nó giỏi thật. Thank you.
thầy ngỡ là ma, thầy u thấy chạy. Ba thằng vác thầy đi đánh thầy thề bắt con mình thề cho thầy chóng chết, bắt con cá giết cho thầy mổ mang. Loạn xóm loạn làng buổi chiều thầy mò, loạn xóm loạn làng buổi chiều thầy mò. Thằng cuối đi ra, thầy ngỡ là ma. Thằng cuối đi ra, thầy ngỡ là ma. Mây, Mây ơi, vì tôi mà Mây khổ. Mây hãy thương lấy tôi, vì ngoài Mây ra tôi không biết trông cậy vào ai nữa. Ấy chết anh ơi, cửa Phật. Thay đi, rồi ra khỏi cửa chùa ngay. Tôi đi lấy oản, hai chúng mình ăn. Em xuống ổ rơm, đây giường bố. Bố Mây chắc gì đã về. Mây nằm xuống đi cho đỡ mệt. Còn tôi cũng nằm xuống đây. Không được đâu, anh về ngay nhà đi. Anh về nhà anh đi. Tôi cưới Mây làm vợ. Tiền ở đâu hả anh? Tôi cứ lấy. Em sợ lắm. Không có tiền cưới, làng bắt em gọt gái bôi vôi, thả bè chuối trôi sông. Tôi sẽ cày thuê cuốc mướn, chăn trâu thuê, gánh nước thuê.
bẫy chim, đánh cá. Em lạy anh, em lạy anh, bao giờ anh về đi. Anh về đi. Mây ơi, được hơn chục con rồi này. Tối về Mây nấu cháo ăn nhé. Hôm nay Châu no lắm anh ạ. Thế à? Về đi. Bà Sỏi ơi, hôm nay con Trâu nhà bà bị sụn lưng vì thằng Cuội với cái Mây cưỡi đấy. Rồi, mình chết đi tao nhá. Tôi về nhé. Ngày mai nhé. Đi. Đi. Này, nhớ về nấu cháo ăn đi nhé. À, thằng Cuội kia, tao chỉ giết chết mày. Tao chỉ... mày, mày. Ai ơi, ai ơi. Ai ơi. Phá. Ai ơi, ai ơi. Ai ơi, cháu lại đi mà, cháu đâu mà. Cháu có làm gì đâu ạ. Đi cho một tôi. Ai ơi, ai ơi. Ai ơi, ai ơi. Ai ơi, ai ơi. Mày lại dám cho anh tâm. Thằng khốn nạn kia, không dắt Châu về à? Cút về đi. Cái con kia, làm thì gọt cái bơi voi mày nha. Con đi nha. Thôi, cút để mặc cháu ạ. Mày cứ liệu hồn nhá. Ha ha ha.
ha 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 ha. Ta là Cát đây, Nguyễn Văn Cát, cha thằng Cuội đây. Ta ở trên thiên đình, nhưng con ta có lời mời, ta đã về đây với con ta. Bố ơi, bố Cát ơi, bố ơi, con ở nhà khổ lắm, bố cho con lên rời với. Không được, con vốn là thiên đồng, can tội nói dối trời, nên trời đầy xuống trần gian làm vua. Hết hạn con mới được về. Bố ơi, cho con về ngay, ở dưới này con khổ lắm. Sắp hết khổ rồi, cha không dám trái lệnh Nam Tào. Cha chỉ là người cắt cỏ ngựa thôi. Cắt cỏ nhưng mà sung sướng lắm. Bao giờ làm vua, con chớ quên ngày cắt cỏ chăn trâu. Đừng lo cho cha, cha sung sướng lắm, cha sung sướng lắm. Đã chiều rồi nhỉ, thấy lạnh lạnh rồi đấy. Bố ơi, thăng rồi, bố mày về trời rồi, về đi. Đi nè. Này, đứa nào có nước cho tao mấy. Trâu ngựa tao con trâu nhá, tao về uống nước cái. Chúng mày nghe tao nói đây, ta là con trời, được cử xuống trần gian làm vua. Hôm nay vua Cuội thịt trâu khao chúng mày, cho chúng mày ăn thật chán. Không hết, cho mau về. Cho mày đâu? Con sức bây giờ là của chú thím mày, không phải của mày đâu. Con trâu sức của bố tao. Đâu rồi? Tao vừa thấy nó ở đây cơ mà. Đây, ta làm vua không phải chăn nữa. Đâu rồi? Ra lệnh thịt. Rừng ba sáu, sáu thứ trâu. Thứ trâu là trâu ăn cỏ, thứ trâu là trâu kéo cày. Đình đình tang là tang tính tình, trâu thịt rồi đuôi còn đây. Bà sói ơi tiếc trâu không, bà sói ơi tiếc trâu không. Thì cái đầu trông cút ra đằng kia. Đấy này. Ê. Chúng mày ơi. Này hai con kia, trâu của tao đâu? Hả? Mày có thấy trâu của tao đâu không? Cầm à? Trên rừng rừng ba sáu, sáu thứ trâu, thứ trâu trâu ăn cỏ, thứ trâu trâu kéo thuyền, trâu kéo cày. Chúng mày ơi, 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 chúng
anh đến đấy. Quay nhanh lên, nhanh lên. Quay nhanh lên, nhanh lên. Quay nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ném đi, ném đi. Lấy đá anh quay. Mày mang tiếp đá lại đây. Cho anh quậy đi. Đi lên, đi lên. Quay lên đá này. Đá đây này, đây này, đây này. Lên, đây này. Lấy đi. Lấy đi, chúng mày lấy đi. Lấy đi, chúng kia kìa. Lấy hòn to kìa. Đấy, đúng rồi. Nhanh lên. Nhanh lên, chèn chặt vào. Nhanh lên. Mà đến thì chết. Nhanh lên. Lên. Mấy đứa kia chồng tao đâu rồi? Tao không biết hả? Cái gì thế này hả? Thím ơi, thím ơi à? Giữ ô cháu một tay à. Sơn thần bắt cháu nhà ta vào núi rồi. Thím ơi, thím cứ giữ chặt lấy nhá. Để cháu về gọi chú nhá. Ba người thím mới kéo được cơ. Thím đừng bỏ tay ra nhá. Không cháu nó vào núi mất đấy. Chú ơi. Cái gì? Chú ơi, nguy rồi chú ơi. Nguy rồi, chú ơi. Mày đi đâu mà để thím mày phải chăn trâu một mình hả? Thím cháu bị trâu húc lòi ruột ở trên đồi rồi. Ôi thím ơi. Có thật chứ không? Thím ơi. Thím đi đâu? Thím để cháu ở lại một mình thím ơi. Bà ơi, bà chết rồi, tôi sống với ai bây giờ rồi? Tao ra mà không thấy thì mày chết với tao được chưa? Bà ơi, bà ơi. Tôi chết rồi. Đuôi trâu của tôi đây rồi. Vẫn nát dao đây rồi. Nó thịt trâu của mình rồi. Nó còn lừa mình. Quỷ ơi, tao giết chết mày, chôn sống mày. Chú ơi. Tím ơi. Tím giỏi ơi. Tím ơi. Nó đây rồi. Tím giỏi ơi. Tím ơi. Lừa này. Tím ơi, chú cháu, chú cháu ở nhà trèo cây cao, bị ngã cây cổ chết rồi. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú chết rồi. Ông chết đi, thầy sống với ai bây giờ? Trong nỗi này bà ơi. Bà kìa bà. Thằng quỷ nó lừa mình rồi. Mẹ cha nó quấn rối cha lừa chú. Quấn lừa thầy phản bạn nhá. Thôi đi bà đi. Sống mày đi nhá. Ông mà bắt được mày ông sẽ bỏ dọa cho anh sống. Thằng quỷ đi ra. Thầy ngỡ là ma. Thầy ù thầy chạy. Ba thằng ba gậy. Ai chim cu mua cho thầy đọc tiếc, bắt con cá giết cho thầy mổ mang. Ai chim cu mua. Ai chim cu mua. Chim gì đấy? Chim cu. Ai chim cu. Quậy. Thằng quậy. Về ngay, cụ Tránh gọi mày. Về ngay đi. Mày làm cái gì thế? Tôi đang giữ con chim, nó vừa mới sổng ra. Về ngay, cụ Tránh đang gọi mày đấy. Mày mà để cụ Tránh chờ ấy à, mày rũ đòn đấy. Thế ông giữ hộ tôi một cái. Được rồi. Đi về nhanh lên. Nhanh lên. Tiên sư thằng quậy chứ. Mày lừa ông hả? Thằng kia. Mày lừa vua trốn lính, dối trá bịp bợm loạn xóm loạn làng. Tao bắt tao mày. Ông cụ lớn à, con đang muốn tìm cụ lớn để xin đăng lính. Lão, mày đính bịp cả tao nữa. Bẩm cụ, con bây giờ tứ cố vô thân, con đang thích đăng lính
để được hàng tháng cụ cho người gánh gạo nuôi lương đấy ạ. Cho mày vào lính để mày làm loạn hả? Giờ cái thần xác mày, lần này thì mày đừng có hòng một thoát tay tao. Dạ bẩm cụ Chánh ạ, thừa lệnh cụ, con đi bắt thằng Quậy, nó lại lừa con để con vô về bãi Cất Châu. Tao thì đấy, ông bố đi. Ông bố đi, ông bố đi, ông bố đi, ông bố đi. Bẩm cụ. Ôi. Thằng Quậy, mày lừa nổi được nhiều người rồi. Bây giờ thử tao xem, không lừa được tao, tao bắt ra mày. Thế nếu con mà lừa được cụ thì sao? Mày lừa được tao thì tao tha, tao lại còn thưởng cho 5 quan tiền. Cụ Chánh làm gì có tiền mà thưởng. Cái thằng lão, tao thì thôi được. Bà Bảy đâu? Bà Bảy. Dạ. Mang cho tôi mượn 5 quan tiền để tôi xem thằng này tài giỏi đến đâu. Để nồi khoai đấy. Bây giờ tao đứng ở chỗ này, mày mà lừa nổi tao ra cổng, tao không những tha mày mà tao còn thưởng cho mày 5 quan tiền. Nào, có thằng này làm chứng đây. Thế thì khó quá. Sao? Cụ thì đứng ở đây, cụ thì biết trước rồi, mà có bà Bảy đứng bên cạnh. Thế thì làm sao cháu lừa được cụ ra cổng được? Bây giờ cụ đi ra cổng thì cháu lừa được cụ vào trong nhà ngay. Thôi được, được, được. Tao ra cổng xem cái tài mày đến đâu. Nào. À, thế là con lừa được cụ Chánh rồi nhá. Cụ cho con xin tiền con về ạ. Cụ cho con xin tiền ạ. Thằng này láo nhỉ. Không được, mày phải lừa được tao lần nữa. Bẩm cụ lớn, con mệt quá, để ông khác ạ. Hôm nay người con phải cảm, đầu óc âm u. Không được, mày phải lừa tao ngay bây giờ. Tuấn Ninh đâu? Dạ. Cụ cho con xin một tí dầu gió, hay cụ đun ù cho con ấm nước sông, con sông một cái cho nó khỏi ra mồ hôi. Hết cảm, con xin lừa cụ tiếp ạ. Có nồi khoai vừa luộc đây này, để tôi đi lấy cho cái chăn. Thế nào? Mày khỏi chưa? Quậy. Thế nào? Dạ. thế là cháu lừa được cụ Chánh vào sân rồi nhá. Cụ cho cháu xin túi tiền cháu về. Thằng này láo. Thằng này láo. Ôi giời ơi, ăn xong rồi nó ấy vào đây đây này. Thằng này láo thật. Tuấn Ninh đâu? Dạ. Đuổi theo. Bắt cổ nó lại. Dần chết lên đi cho tao. Dạ vâng. Đuổi theo. Dạ. Nhanh lên. Đứng lại. Thằng Quậy đứng lại. Mày ăn đi. Đã bảo không là không. Có chết đói em cũng không ăn bằng cái tiền đi bịp người ta. Định nhịn đói đến chết à? Chim bẫy được, cá câu được, còn tiền kia ai thèm? Vẫn còn nguyên đây này. Mà đâu phải là lừa, tiền thường đấy. Hôm ấy mà tôi không thắng lão Chánh thì lão gông cổ tôi rồi. Tiền cưới đấy. Anh biết lệ làng mình phải mất bao nhiêu bị tiền kia không? Mấy vạn gạch lát đường làng, còn tiền công nữa. Không nộp treo, không lấy được chồng. Tôi rể làng, treo treo cái gì?
Bàn dân nhất loạt quỳ xuống. Thế tuyên đọc thánh chỉ. Bàn dân nhất loạt quỳ xuống. Nghe tuyên đọc thánh chỉ. Cổ vũ thì mây, ra ngoài quỳ ghe cho gió. Lệnh truyền viên chánh tổng sở tại, tuyên đọc. Thầy Cải, thầy đọc giúp em. Muốn chém đầu hả? Dạ. Thánh chỉ viết toàn bằng chữ nho, có đọc chúng mày cũng không hiểu nổi. Tao dịch nôm na cho mà nghe. Tức thị là U Vương mà dân chúng mày vẫn gọi láo là vua ngồi. Cứ 3 năm lại một lần chuyển đổi cung phi. Nay đến lượt tổng ta phải tiến cung một chính nữ, tức thị là con mây. Từ nay chúng mày phải gọi là bà Vũ Thị Mây, đẹp nhất tổng. Coi như là phải tiến kinh ngay. Chậm trễ, chém đầu. Chém đầu 3 họ. Bây giờ lính phủ khiêng bà Mây ra bến, đi đò dọc về kinh. Ở kinh có kiệu. Xong. Tiền thuê lính phủ khiêng, tiền cơm nước, châu thuốc, 5 quan tất cả, gia chủ chịu, thôi khanh đi. Hay cái bọn này sao cứ lãng nhặng thế? Về, về. Đấy, chúng mày không phải ông vua cổ chúng mày lại bây giờ. Về. Cho chúng con được tiến bà Mây một chút đi chứ.
Thôi chết rồi, đứa nào đẩy thuyền ra sông rồi? Ông tránh cho người kéo thuyền vào đi. Không có đứa dân nào cả. Để tôi đi gọi. Thôi, ông đi gọi thì đến bao giờ? Ông xuống đi. Tôi chứ còn gì nữa. Cởi quần áo ra, nhanh lên. Xuống đi. Nhìn đi. Đi. Ghé lưu đường. Đi. Ôi. Ôi. Không có cái xào nào cả. Ông cài ơi, không có xào. Hai thằng kia, đặt võng xuống, đưa cái đòn cho nó. Ra kéo thuyền vào, nhanh lên. Xào đây. Đi đường kia, còn thằng Giao, theo tao. Nhanh. Bác ơi, bác đừng nói tôi ở trong này nhá. Ừ, vào đi. Có thấy thằng quỷ đâu không? Dạ không ạ. Anh không giấu nó đâu. Thầy vào mà xem. Cậu vào mà xem, có ổ chó đẻ thôi. À, nó đây rồi, lại đây đây. Đâu? Có thấy thằng quậy đâu? Dạ thưa ông, tôi không biết ạ. Thằng quậy kia rồi, thằng quậy quậy xong kia rồi. Thằng quậy kia,
Mày không mang mà mày lên bò. Tao giết mày. Tao của mày. Mày lên. Vâng. Bà. Bà mày làm sao thì mày chết với tao. Lùi lại nào. Mấy thằng kia bơi đuổi theo mày. Ôi trời. Thôi chết rồi. Chúng mày vớt bà mày lên. Đi, đi xuống. Dạ bấm. Không thấy thằng quậy với cái mây đâu ạ. Đốt. Đốt cả làng. Tôi Ninh đâu? Đuổi ra làng đi. Nhanh nhanh lên bà. Ôi chú ơi. Tìm ơi. Ôi chú tìm ơi, cháu có tội tình gì đâu mà bắt cháu như thế này. Chú ơi, tha cho cháu. Cháu có tội tình gì đâu ạ. Chú ơi, tìm ơi, tha cho cháu. Cháu lại chú ạ, cháu lại tìm ạ. Tìm ơi, cháu chưa rồi. Cháu chưa rồi ạ, cháu lại tìm ạ. Thôi bà về chăn trâu đi. Chú ơi, để tôi kéo ra khúc sông nào vắng. Chú ơi, cháu lại tím ạ. Ném nó xuống sông cho chết tiệt cái giống lừa đảo. Chú ơi, đừng giết cháu ơi. Tím ơi, cháu lại chú rồi. Cháu lại tím. Mày cứ mồm đi. Mày chết với bà nhá. Tím ơi, đừng giết cháu. Tím ơi. Tím ơi.
Chú ơi, chú ơi, chú đừng giết cháu. Chú ơi, chú đừng giết cháu. Chú dừng lại, cho cháu nói một điều thôi. Bấy lâu nay cháu lừa chú Tím đã nhiều, nay chết là đáng tội rồi. Cháu còn để quên quyển sách nói láo ở trên gác bếp. Mất sách cháu không kiếm ăn được, hồn cháu không siêu thoát được, cứ luẩn quẩn ở đây để báo hại chú Thím không nỡ. Chú nể tình máu mù ruột già, về lấy giúp cháu quyển sách nhá, chú nhá. Được, ông về lấy cho mày. Nhưng đừng tưởng ông sợ, ông mà yểm bùa đố mày oán được đấy. Ôi, bố ơi, sao thân con khổ thế này? Thằng nó cho cái vào dọ của ông đấy hả? Còn mắt mũi chả có, còn chót nhỡ ông xá tội cho. Mắt mù thì phải chữa đi chứ. Dạ con mù từ bé. Thì tôi cũng mù từ lúc bu tôi đẻ ra đấy chứ. Khổ công lắm mắt mới sáng được đấy. Phúc đức quá nhỉ. Ông ơi, ông làm thế nào mà lại chữa được thế à? Ấy, cái ông này phúc đức quá nhỉ. Thế sao ông lại nằm trong này? Thì đã bảo là để chữa mắt sáng mà lại. Thế mới khổ. Sáng được cái mắt thì đau ê ẩm cả cái người. Tí xỉu dần mạo thiền tị ngọt mùi thân dầu tuất. Ông ơi, thế ông cho tôi chữa mới nha. Thế nhưng mà cụ có thích thật không? Thích lắm ạ, thích chứ ạ. Thế thì ông lần xuống cởi cái nút này ra này. Đã, vâng vâng. Đâu. Cũng lằng nhằng quá. Đây. Tiên sư mày, mày lại lừa ông. Tiên sư mày. Bác giữ giùm áo giúp em, nhỡ khi rách đi bói người ta không tin bác ạ. Vâng. Để khi ra em xin lại bác. Vâng. Rõ đồ tham. Mắt đã sáng còn đi bói làm gì nữa. Ê, cái nghề này còn kiếm ối tiền hơn cả anh mắt sáng đấy bác ạ. Nào, bác giúp em. Đây bác. Đây. Nằm yên đi nhớ. Mẹ cha mày, mày lại lừa ông à? Chết đến nơi mà còn lừa ông lại.
Thôi, cho chúng mày đi chơi, để tao rong chơi một mình nhá. Dạ. Này thằng kia. Dạ. Mày làm gì dưới đấy hả? Dạ bẩm quan lớn, có tắm ạ. Tắm hả? Thế nào à? Mày giấu cái gì sau lưng đấy? Đưa tay lên xem nào. Tay kia. Lùi vào đây, lùi vào đây, vào đây, vào đây. Lên bờ. Giơ hai tay lên. Dạ. Giơ hai tay lên. Bẩm quan. Giơ. Giơ lên không thiểu ạ. Con sợ. Sợ cái gì? Đây. Đưa đây. Lại đây. Nhanh lên. Gần đây. Tiền. Tiền thật à? Mày lấy ở đâu ra? Dạ bẩm quan, của con ạ. Láo. Dạ bẩm quan, hồi sáng có một ông khách đi đò ngang từ bên sông sang. Ông có một cái bọc gì, bọc to lắm, to như thế này này. To thế. Vâng, bị thủng ạ. Rơi ra một cái cục to bằng người này này. To thế. Vâng, nặng lắm. Mà có cả một cái cục gì màu vàng vàng to như thế này này. Đấy ạ. Vâng ạ. Dạ bẩm quan, bác lái đò mi nổi lòng tham đánh đắm đò ạ. Vâng, để cướp vàng bạc, người ta bảo thế ạ. Vâng, hai người đánh nhau to lắm ạ. To lắm. Vâng. Dạ bẩm quan, con thấy trời nắng, con xuống tắm con chót nên mới thấy cái đồng này ạ. Thế hả? Thôi, tao nóng quá, tao cũng phải xuống tắm cái đã. Thôi con mày, cút. Tiền bạc của người khác mà mày vi phạm đến là rũ tù đấy, nghe chưa? Lính đâu? Cho tao xuống ngựa. Bỏ mẹ, tôi đi chơi hết rồi. Cái đồ tao cái mũ. Mày lấy áo của tao. Dạ bẩm quan, trong áo của con có tiền, con giữ không thì sợ đứa nào nó lấy trộm ạ. Gót gót ông ơi, ông á. Này thằng kia, thằng kia, giả quân, quần áo của tao đây. Gà. Giả quần áo ta đây. Thằng kia đứng lại.
giả cửa tao thôi, ôi ôi giả cửa tao thôi, giả cửa tao, ôi ôi giả cửa tao thôi. Cháu chào chú thím. Bạn ơi, quậy hiện về. Ông trời ơi, phép lại cháu thím. Lại vong hồn cháu, sống con chết thiêng. Chú thím lập đàn, siêu hồn cháu. Lại vong hồn cháu, lại vong hồn cháu, tha cho thím. Chú thím à, cháu xuống thủy cung gặp ông bà. Ông bà mừng lắm, cứ ôm cháu mà khóc. Cháu bảo chú thím nghèo. Ông bà gửi cho chú thím ít tiền đây này. Tiền à? Đâu? Đây. Cháu tôi ngoan quá. Đấy. Để tôi. Tiền. Chú bà ơi. Đấy. Cả túi đây này, thím này. Đưa lại. Đấy. Cháu chào chú thím, cháu đi ạ. Không quậy. Ông bà ở dưới ấy mong. Quậy ơi, quậy, quậy cho thím đi mấy. Cũng được. Nhưng mà... Bà, chính mày bảo, ông bà nhớ chú thím lắm cơ mà. Ừ. Nhưng mà chú thím lại phải cho vào dọ như cháu hôm nọ. Cũng được. Nhưng mà nhà mình có dọ không hả ông? Có rồi, ở dưới bếp kia kìa. À, để tôi xuống lấy nhá. À, chào chú thím nhá. Bà xuống lấy ngay nhá. Này, nhớ đợi chú thím nhá. Vâng. Nào. Quậy ơi. Dạ. Mày buộc hậu cho chú thím ấy nhá. Vâng. Cháu buộc chắc vào cho thím nhá. Vâng. Chú chui vào đi. À, này này, để cho chú cái chân, để mạnh vào. Được rồi. À chú thím ơi, chú thím nằm đây chờ cháu nhá. Bố cháu dặn lấy cho bố cháu gói thuốc lào, bố cháu dắt ở kẽ liếp. Cháu quên. Cháu về lấy nhá. Nhanh lên nhá. Rào cẳng lên nhá. Thằng Giời đánh mình nóng cả ruột. Ôi giời ơi. Chuyên lang chuyên cha. À Nguyễn Thị gái 22 tuổi, có chồng đi lính mới 10 năm, ở nhà đã tăng tiểu với sư bác, bị làng bắt thả bè chuối trôi sông, cấm không được ai vớt, ai trái lệnh sẽ bị nghiêm trị. Đồ vai dày, đồ con gái thối thây. Ông ơi, ông nhặt hòn đá ném cho con đĩ một cái hộ tôi. Tôi béo quá, không thò tay ra được. Này. Chuyên lang chuyên cha. À Nguyễn Thị gái 22 tuổi, có chồng đi lính. Này bác kia. Dạ. Bác có thấy hai người nằm trong giọ kia không? Dạ lại con lớn ạ. Con mải nhìn bè nên không thấy ạ. Ông chạy lại đằng kia. Nếu thấy hai người nằm trong giọ
thì ông bảo họ đi về nhà. Nếu họ nhất định không nghe cứ đòi tự tử thì ông dọa họ, trói họ, cho vào trong giò chui sông, hiểu không? Dạ. Tao bạn việc công không đến đây được. Ông đi đi, ta thưởng cho ông mấy quan tiền. Dạ. Ui, ơn quan lớn ạ. Vâng. Này ông. Hay là ta xuống trước đi. Chờ làm gì nó? Nó xuống lại nói láo với ông bà thì phiền ra. Mà nó là cháu đích tôn, lấy hết của chúng mình mất. Ta xuống đi ông. Ai lăn hộ mà bà cứ dối cả lên. Biết thế nhờ cái lão vừa rồi giúp cho một tay thì... Ông này. Ông thò tay ra, đẩy tôi xuống, rồi ông cũng lăn theo. Nào, nhanh lên. Ôi, ông ơi. Mẹ bố chúng mày làm ông ngớt hết cả. Có muốn ông cho tôi xong không? Thôi về đi. Lên bờ đi. Thằng Quậy nó lừa mình. Tôi uống tất cả 19 hộp nước đây này. Tôi cũng thế. Tôi chỉ kém bà có một ngụm thôi. Ai bảo bà chui vào giọ trước? Thế ai bảo ông mang giọ ra? Ai bảo bà cứ mê tín. Bà cứ tin là có thủy tề. Mà bà hay lễ bái lắm cơ. Ông câm mồm đi nhá. Mà ông đừng có đụng vào thần và thánh nhá. Bà bảo ai câm nè? Tôi bảo ông câm đấy. Ông câm đấy. Này câm này. Ông câm đấy. Câm đi này. Ôi. Này câm. Câm đi này. Câm đi này. Câm đi. Lấy quan lớn à. Có chuyện gì thế này? Dạ bẩm quan lớn ạ. Tên này tự mạo nhận quan khâm sai nhà vua đi thu thuế Kinh Bắc. Tội mạn thượng khi quân, con đã cho đánh chết rồi. Dạ bẩm quan. Nó nói nó đi vi hành một mình ạ, xem vùng nào giàu, vùng nào nghèo, về tâu với vua. À thằng này. Dạ. Mày vô cớ giết người. Tao lấy quyền tiền trảm dạ, hậu tấu. Dạ, lạy quan ạ. Giết mày! Lính dụ! Dạ, lạy quan ạ, quan lớn tha tội cho con ạ. Chém dạ, đầu! Con lạy... Dạ, bẩm quan lớn ạ. Con đã đi theo quan lớn mấy chục năm trời ạ, giết bao nhiêu người rồi ạ. Dạ, các quan chỉ có khen thôi ạ. Dạ, sổ sách của các quan vẫn còn nguyên đấy ạ. Dạ. Mày thích sống lắm hả? Dạ, bẩm quan ạ. Con chó nó còn thích sống ạ. Thôi được, tội mày cho treo đấy. Dạ, đội ơn quan lớn ạ. Bây giờ mày lấy tiền mày hối lộ ấy, nghe chưa? Dạ. Cho lính đi ngược sông Thương, 8 dặm, tìm đến xóm bến, biếu 38 hộ, mỗi hộ 1 quan tiền. Dạ. Và nói rằng, của ông Quậy, cho mỗi hộ để chống đói. Giao tiền đi ngay, không cho chuyện lưu thôi. Dạ. Nhớ chưa? Dạ, đội ơn quan lớn ạ. Bây giờ... các người đưa ta về. Dạ bẩm quan lớn ạ, về quán dịch ạ. Về quán dịch. Dạ lệ quan lớn ạ, lệ quan lớn ạ. Dạ. Dạ bẩm quan thay nốt quần nâu đã. Không được. Thôi, để ta mặc ra ngoài. Ôi giời ơi. Chuẩn bị quân lính, đưa ta về kinh ngay.
Dạ bẩm quan, thuế thu mới một nửa. Thuế má cái gì? Dân đang chết đói, ta về kinh lần này. Xin vua miễn thuế cho dân kinh Bắc. Tên kia! Hey. Dạ. Mày nhìn trộm gì tao? Hả? Dạ. Lại đây tao bảo. Tội mày đáng chết. Ta đã tha cho. Dạ. Nhưng mày không thực lòng. Dạ. Nghe tao hỏi đây. Dạ. Mày có thấy ta khác với quan Khâm Sai mà mày đã giết không? Ôi, bẩm quan lớn còn có giết quan Khâm Sai nào đâu ạ. Xin quan lớn đèn rời soi xét ạ. Mày có thấy ta là người khác không? Bẩm quan lớn có. Quân lính có thấy lạ không? Dạ. Bẩm quan lớn, chúng nó ngạc nhiên lắm ạ. Sao chúng mày không tỏ thái độ gì, hả? Chúng mày biết tao là người khác mà vẫn cung kính phục tùng. Chém! Dạ, lạy quan lớn, chúng con phận tôi tớ nhỏ nhoi, biết đâu chuyện triều đình ạ. Dạ, thấy quan lớn đến cũng có phần nghi hoặc, nhưng lại nghĩ thôi, mình phận con sâu cái kiến, ngậm miệng ăn tiền ạ. Dạ, mong quan lớn thương tình cho thân phận của chúng con. Thôi, mày đã biết sợ. Ta tha cho lần nữa. Mày phải nói cho quân lính biết rằng ta là quan Khâm Sai mới, được cử về thay tên quan cũ. Nó là một tên tham nhũng. Triều đình đã biết từ lâu rồi. Cử ta mang chiếu về phế truất nó. Ta chưa kịp trình chiếu thì chúng mày đã giết nó rồi. Tội khi quân danh rành. Ta giết lúc nào cũng được. Mày biết điều thì phụng sự ta cho tốt. Nghe chưa? Dạ. Mang quần áo cho ta thay. Dạ. Thay lên. Sao lâu thế? Dạ đây ạ. Để ta còn kịp về kinh. Về kinh. Quan lớn truyền về kinh. Cứu tôi với các bác ơi. Cứu tôi với. Cái gì thế nhỉ? Cứu tôi với, cứu tôi với. Mật ong trơn quá tôi không xuống được. Vứt đỏ mật ong đi mà xuống. Ơi không. Mật đỏ mật ong này tôi tả chết còn hơn. Chờ tôi về lấy thang nhá. Chờ các bác lấy được thang quay lại thì em đã 6 lần lên thiên đường trở về. Tôi nghĩ ra rồi. Bây giờ 4 người cầm 4 đầu khăn. Buông tay ra, rơi xuống đây. Em chào các bác nha. Đứng lại. Không phải em, các bác ơi. Con tiểu à? Cái hả? Cơm mồm vậy.
Ai cho chúng mày trói người? Hả? Dạ bẩm quan, tên này vô cớ giết bốn nhà sư. Mày, mày cậy quyền kết tội oan cho người khác, mày phải tội. Bốn chú tiểu kia có lòng tốt, cứu người thì khen cái lòng tốt đó. Còn vì ngu mà chết thì phải chịu chứ. Cởi trói. Dạ, dạ, con đội ơn quan lớn ạ. Dạ. Vì cứu bác mà người ta chết oan, bác nên trình quan phủ rồi chôn cất cho tử tế. Dạ, dạ, con thà chết ở đây còn hơn gặp phủ khoét. Sao? Dạ, con cắn rừng cắn cỏ con lại quan lớn, xin quan lớn cho con mấy chữ cho phủ khoét ạ. Gần đây có nhà cửa gì không? Dạ bẩm quan, ngay đây có quán rượu, nhưng... Nhưng làm sao? Dạ bẩm quan, mụ quán hay tầng tiệu mới lại phủ khoét ạ. Quân đâu? Tới chạm trước đi, để mình ta ở lại đây giải quyết vụ này. Tên kia, hãy mang xác bốn chú tiểu vào nhà mụ quán với ta. Thế lên. Dạ. Mụ quán ơi. Dạ. Có quan khâm sai đến đó nhá. Con chào quan lớn à. Ôi giời, cái gì thế này? Ôi. Ôi trời. Ôi. Mụ quán. Dạ. Lại đây ta bảo. Mụ quán, quỳ xuống. Dạ. Mụ kia, mụ quá chồng bao lâu rồi? Dạ, bẩm quan, chồng con chết được 22 năm rồi ạ. Dạ, bẩm quan, con lấy chồng từ năm 12 tuổi. 14 tuổi thì chồng con chết. Con ở vậy cho đến nay ạ. Thế cái thằng phủ khoét với mụ là... Dạ. Là thế nào? Bẩm quan... Mụ có biết luật nhà vua, chị gái quá, thằng tiệu với giai thế nào không? Voi giày, ngựa phanh thây. Xin quan... Bẩm quan lớn, quan phủ khoét không ký giấy cho con được đi tái giá. Kể ra hãy còn trẻ, mà đã quá 20 năm rồi thì cũng cực thật. Thôi được, mụ đứng lên, lại đây tôi bảo. Ôi, con mụ im. Bằng lòng nhé. Dạ vâng. Bằng lòng thì ta xóa tội cho. Dạ vâng ạ. Con đi chuẩn bị ngay đây ạ. Mụ quán có nhà không? Dạ. Ây, sao lâu thế? Em mời quan à. Ôi, sao bảo hôm nay. Hôm nay xinh quá nhỉ. Mời quan sợi rượu đã. Thôi rượu chè gì luôn. Kìa, rượu tắc kè nhung heo. Tắc kè? Vâng. Ừ thì tắc kè. Uống đi. Cái gì đấy? Trộm. Mấy hôm nay em cứ thấy có người cậy cửa buồng. Trộm à? Trộm này. Ôi trời ơi. Ôi. Ôi. Tưởng ai? Cứ để đấy, mai gọi chức dịch đến đem chôn. Không được đâu, đang có quan không sai nhà vua ở trọ quán em. Áo mũ kia kìa. Thế à? Ôi, thôi, ta về thôi. Ôi, không được đâu, quan gây tội định để chết em hay sao? Bây giờ quan cõng nó ra đầu khe, vùi tạm nó xuống đấy. Không quan về, em bị chết chém.
Thì chết quan rồi. Ui, ui, ui. Quan bó nó vào đây này. Ui, bó à. Nhanh lên. Nhìn xem có ai không đi. Nhanh lên. Hộ tôi một tay. Ôi trời ơi, nặng thế. Ôi trời ơi. Xong rồi. Kỳ này. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Sao lại thế? Người ta là người nhà Phật, chết oan hồn không siêu thoát, chắc quan vùi nông đâu đây nên người ta lại về. Sao nó về nhanh thế? Người lại về. Thế này thì lại chết tao rồi. Đã hứa thì phải làm đến nơi đến chốn. Chỉ được cái dối trá bịp bợ. Lão, mày làm mắng quan thế. Quan đừng giận, gần sáng cơ. Bây giờ quan chịu khó đi hộ em, vừa đi vừa niệm Phật cho hồn được siêu sinh tịnh độ. Ôi trời ơi. Niệm Phật vậy. Quan đào thật sâu, chôn thật chặt vào nhá. Nam mô A Di Đà Phật, phủ khoét con đây lòng thành, cầu trời cầu đất phù hộ độ trì cho con chôn chặt được người này. Nam mô A Di Đà Phật, phủ khoét con đây lòng thành, đào sâu chôn chặt, cầu trời cầu đất phù hộ độ trì cho con đào sâu chôn chặt. Phù khoét. Dạ. Nghe ta nói đây, vua giao cho mày chăm võ an dân, giữ gìn phép nước, mà mày dối trên khoét dưới, hãm gái quá không cho lấy chồng để tiện việc gian dâm. Mày mắc tội giết người, tang chứng rành rành, trốn đâu cho thoát. Mày ngu muội, ý ích ngồi đáy giếng ấy, tưởng mình bá chủ một phương mà lộng hành, độc đoán. Mày tưởng thoát được lưới trời hả? Nghe đây, phủ khoét. Dạ.
Mày có muốn sống không? Dạ, dạ, bẩm, bẩm ngài quan khâm sai ạ. Lần đầu ta tha, nếu như mày làm tốt mấy việc sau đây. Một là đem xác chú tiểu này đi chôn cất. Hai, cấp giấy cho mụ quán được đi lấy chồng và bồi thường tuổi xuân cho mụ 10 nén vàng. Ôi giời ơi, thế thì nhiều quá. Thế lúc khoét mày có kêu nhiều không hả? Cái đồ vừa ngu vừa ác như mày không đáng mặt trị dân. Về treo ấn từ quan, đi kiếm việc khác mà làm. Ló đầu ra chán chết. Dạ. Quan Khâm Sai đại thần, thu thuế ngoài Kinh Bắc, xin yết kiến thánh thượng. Thánh thượng truyền, mời Quan Khâm Sai vào chầu. Cái này cũng mua hàng mã chứ gì? Thế vua đâu? Dạ, quan Khâm Sai xa triều đình lâu ngày, quên hết lễ nghi rồi. Dạ, mời ngài. Quan chờ tôi ở đây để tôi vào thay áo đón vua ra. Kìa, quan Khâm Sai quỳ lên. Vạn tuế. Cúi xuống lạy vua đi. Vua vạn tuế. Khâm Sai không thu đủ thuế, chém đâu. Bẩm bệ hạ, Kinh Bắc đại hạn mất mùa, dân đói nổi loạn dọc sông Thương. Ra thật cái gì đấy? Ông cứ đi yên cho ta bẩm vua không? Thằng nào vừa nói đấy? Dạ, tâu bệ hạ, đó là quan Khâm Sai Kinh Bắc ạ. Sao ta nghe thấy lạ? Thuế thì nặng, dân thì đói, thu nữa, giặc kéo về tận đây vua tính sao?
lắm. Tâu bệ hạ, đây là món nem công ạ. Tâu bệ hạ, còn đây là món chả phượng ạ. Dạ, muôn tâu bệ hạ, còn đây là món tim bìm bịp, tẩm sâm cao ly ạ. Ướp nước mắm cá ngựa rồi hấp cách thủy bằng rượu rắn hổ lửa ạ. Thêm 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 thêm. Dạ tâu bệ hạ, không nên ạ. Nếu bệ hạ dùng quá nhiều, người sẽ bỏ ngự thiện mất mấy ngày liền. Điều ấy là mối lo phiền cho thiên hạ. Tâu bệ hạ, còn đây là món thịt gà xé phay ạ. Tâu bệ hạ, quan khâm sai phạm thượng, xin cho chém. Thế kìa. Thế kìa. Lại đây. Người ở đâu vào đây? Tôi là Quẩy, ở xóm Bến ngoài Kinh Bắc ạ. Ai phong cho người chức khoan khâm sai mà người dám mạo nhận? Xin bệ hạ cứ chém đầu tôi. Tôi là kẻ khô rách áo ôm ở một miền quê nghèo đói. May mắn được một danh y truyền cho bài thuốc trường sinh bất tử, nên từ đó người vạm vỡ, hao ăn, nhà nghèo không đủ ăn nên luôn đói. Tâu bệ hạ, một hôm tôi gặp quan khâm sai, quan biết tôi có bài thuốc trường sinh nên cho tôi tiền bạc, mũ áo để tôi dắt đến nơi tu luyện. Ông bảo triều đình đi luyện phép trường sinh một mình à? Chém. Không, ông không chết đâu, chém làm gì cho mệt. Tâu bệ hạ, tôi nghĩ là chỉ còn cách vào triều đình tiến vua phép lạ. May ra vua còn thưởng cho đủ cái ăn ạ. Người nói người uống thuốc trường sinh nên ăn rất giỏi, có đúng không? Dạ. Vậy người phải ăn hết con ngỗng quay kia trước mắt ta, để ta xem người nói có thật không.
tôi còn ăn được không nữa. Giỏi, giỏi, giỏi. Ngươi dạ. Đi lấy thuốc trường sinh cho chậm. Dạ. Tâu bề hạ thần trộm nghĩ, tên này giả danh quan khâm sai lọt vào triều đình để làm điều càn rỡ. Bây giờ ta đem ra chém để nghiêm phép nước. Nếu nó không chết thì mới đúng là nó có thuốc trường sinh. Khanh nói phải. Chém. Tên kia cười gì? Thuốc trường sinh chỉ chống được tuổi già bệnh tật, chứ làm sao chống được giáo gươm. Ta chết cũng là ma no rồi. Chỉ tiếc không ai truyền cho bệ hạ bài thuốc ấy. Người dẫn ta đi lấy thuốc trường sinh. Tâu bệ hạ, từ ngày lên ngôi ngài chưa đứng lần nào, nếu không ngồi xuống e tổn hại đến long thể. Mặc kệ ta, ngươi hãy dẫn ta đi. Ta muốn sống lâu. Không được. Chém. Muốn sống lâu, phải quyết tâm. Vua phải đi một mình, không cho ai biết. Tìm đến gốc đa, ăn cháo thí cô hồn. Thiền định 49 ngày. Được, ta đi một mình. Đi thế nào? Tận thượng nguồn sông Thương cơ. Tôi cũng chịu, không nhớ nữa. Chỉ có con trâu của tôi nó biết. Cưỡi lên nó sẽ đưa đến tận nơi. Thượng tiền, thế mà không nói ngay. Làm ta não cả lòng. Ta lấy con trâu. Không được chủ đồng ý, ai cưỡi lên nó quật chết. Bán bao nhiêu? Không bán. Đổi gì? Đổi ngai vua. Mất ngai vua thì ta ăn khỏe, trẻ lâu để làm gì? Thôi, không đổi nữa. Bé hạ, bé hạ. Trời ơi, bé hạ kìa, bé hạ. Rồi. Ôi trời ơi. Vua này, bố tôi bảo số tôi phải làm vua, tôi cũng chả thích đâu. Có đổi là đổi tạm thôi. Sau 49 ngày, vua trẻ ra, khỏe ra, vua về, tôi lại trả cho vua làm vua 1000 năm. Tôi về hả? Thành được. Được, rồi. Còn áo nữa. Đi. Ra châu. Sống lâu. Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta thích ngồi đây hơn ngồi ngai vàng. Dạ. Dạ. Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thôi, cho các quan đứng dậy.
Dạ, muôn tu, xin thánh thượng hạ chiếu. Ừ, chiếu. Chiếu một này. Cả nước miễn thuế 3 năm, xóa nợ toàn dân. Viết đi. Chiếu 2. Lính tráng, anh nào khổ quá, gia đình túng quẫn, thả cho về hết. Muôn tâu. Tâu bệ hạ, đây là quan thái úy đứng đầu hàng võ. Muôn tâu, giặc cướp tứ tung, dân nghèo nổi dậy, thả hết lính về nhà thần e. Dạ ơi, xóa nợ miễn thuế thì làm gì còn giặc cướp. Họ mong về làm ăn cả, sắp gặt đến nơi rồi. Chiếu 3 nhé. Ban cho tất cả trẻ chăn trâu trong nước mỗi đứa một nén vàng và một cái áo gấm. À, ngươi nhớ kiếm cho ta một con trâu tốt để ta cưỡi trong chiều. Ta không quen ngồi kiệu đâu. Quan thái giám đã tìm cho ta cuốn sổ ghi tên các cung phi chưa? Muôn tâu bệ hạ, thần đã cho các quan tra tìm sổ sách, nhưng vẫn không thấy tên bà Vũ Thị Mây ạ. Ta cần gặp người phi này để phong chính cung hoàng hậu. Ngươi phải tìm bằng được ra cho ta. Muôn tâu bệ hạ, 100.000 bà hoàng hậu cung phi cũng khó tìm ra bà Vũ Thị Mây ở đâu. Nhưng thần xin hết lòng vì bệ hạ. Dạ, muôn tâu bệ hạ. Điểm chỗ nào? Dạ kia. Bái triều. À khoan, tể tướng sai quân lính về xóm bến, bắt vợ chồng ông sỏi về đây cho ta. Phụng mạng. Thank you.
ta thấy bức bối quá. Ta muốn tắm một cái cho mát. Dạ. Xin bệ hạ đừng buồn. Chúng thần đang tra hết sổ sách trong triều và đi tìm khắp các buồng phi trong cung cấm để tìm bà Mây cho bệ hạ. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi là ta có thể lập được chính cung hoàng hậu. Tìm gì mà tìm lâu thế? Đã hơn 10 ngày rồi mà không tìm nổi một cung phi. Tắm cho ta con trâu. Tôi với ông xuống tắm cho trâu. Ta bàn chuyện riêng. Để ta tắm cho ngài. Thôi về đi, để ta tắm với trâu của ta. Nông cuồng cũng chỉ được 49 ngày thôi. Ấy chỉ còn hơn một tháng nữa. Tôi đã cho người thân tín đi rước thánh thượng về rồi. Thánh thượng cứ tin những lời bịa đặt làm bọn ta mệt quá. Con Mây ở gần đây thôi. Ừ. Nhưng mà tôi trì hoãn, không cho hắn gặp. Để cho hắn gặp, rồi hắn lập được chính cung hoàng hậu thì bọn ta nguy to. Ừ. Mà cái món đàn bà danh mãnh làm chúng ta khó khăn quá. Mà lập chính cung rồi thì nguy to. Cho ta cưới trâu một tí. Muôn tâu bệ hạ, thần đã cho bắt tên sỏi về đây, vợ hắn mới đẻ nên hạ thần chưa bắt được ạ. À, chú sỏi, chú đẻ con trai con gái. À, đứa nào dám chói chú ta? Chém! Xin bệ hạ tha tội ạ. Đây là chú ruột của ta. Ta mời ông lên đây để coi sóc việc chăn trâu cho cả nước. Các ông phải may cho ông một cái mũ. Có cái sừng trâu ở đây này. Nghe chưa? Trâm lệnh thánh thượng. Xin ngài tha tội cho chúng con. Chú ạ. À, chú có nhớ cô Mây ở lò gạch không? Ừ, có. Cô ấy bị bắt vào làm phi ngày 28 tháng 7 vừa rồi mà. À... cháu định lập lên làm chánh cung hoàng hậu, ý như là vợ cả của vua ấy mà. Thế nhưng mà tìm mãi không thấy đâu. À, anh giỏi lừa người ta lắm cơ mà. Thế mà mày dạ muôn tâu bệ hạ, tha lỗi cho. Bệ hạ đã tìm tất cả các buồng của phi chưa? Cháu đã sai các quan đi tìm khắp nơi, nhưng họ bảo là không có tên trong sổ. Cháu đã tính hết các mẹo rồi mà không làm gì được. Để tao đi tìm cho. Ây chết. Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần đi tìm bà Mây cho bệ hạ. Chú cứ lặng lẽ đi các buồng phi xem có cô ấy không. Mà chú nhớ mặt cô ấy chứ. Còn Mây ta còn lạ gì nữa. Ừ.
chết. Cháu chỉ biết tin chú thôi, cháu không tin được ai trong triều nữa. Không, tao là chú Tùng Quậy đâu mà. Nói lão, chói nó. Ok, tao là chú Tùng Quậy, buông tao ra. Buông tao ra. Ta đâu? Quan có trách việc chăn trâu đâu? Sao cả ngày nay ta không thấy? Tâu thánh thượng, tên sỏi nửa đêm lẻn vào cung cấm, định gian dâm với cung phi, quân cấm vệ bắt được quả tang, đã tống giam rồi ạ. Không được! Đưa chúng ta ra đây ngay! Quân bay! Dẫn tên sỏi ra đây. Muôn tâu bệ hạ, kỳ cương phải nghiêm, triều đình mới vững, đạo lý phải sáng, ngôi vua mới bền. Xin bệ hạ xuống chiếu, cho chém kẻ phạm thượng. Ta không tin, chúng ta là người dâm đãng. Ôi, Quậy ơi, nó khiến chú rồi, vặt cả râu nữa. Đâu quá, ôi. Tao mất giống rồi Quậy ơi. Thím mày mới đè con gái, biết nói với thím làm sao. Vì mày mà tao khổ, lấy ai nối dõi tông đường? Ai là người chống gậy hở Quậy ơi? Ôi đau, đau. Tâu bệ hạ, không thể để tên kia phạm thượng. Quân đâu? Đem chém cho ta. Khoan! Thả ngay cho người kia và dẫn ta đi khắp các buồng phi. Kẻ nào trái lệnh, ta chém! Đây là phòng của ai? Dạ muôn tâu. Tâu tâu cái gì? Nhanh lên. Dạ đây là chính cung hoàng hậu cũ Vũ Thị Na. Mời ra đây cho ta. Sao lạ thật? Ở đây ai cũng thích quỳ là thế nào? Cô Na này, vua ngồi đã lên núi tu tiên, cô có thích về lấy chồng mới không? Muôn tâu thánh thượng, nếu được như thế, thần thiếp muôn đời đội ơn thánh thượng.
quan thái giám ghi vào, cấp giấy cho Vũ Thị Na về nhà lấy chồng. Dạ, dạ. Sao lúng túng thế? Dạ, thần không biết chữ, để thần đi gọi tể tướng. Rào. À, đây, ta nghĩ ra cách rồi. Vũ Thị Na là một. Đi. Thánh thượng vạn tuế. Nguy rồi tể tướng ơi. Dạ dạ, dạ bẩm tể tướng. Tên cuội đã cho thả chính cung hoàng hậu, đức vua trở lại thì chúng ta sẽ bị chém đầu. Hạn 49 ngày sắp hết. Cố giữ hoàng hậu lại. Ta đã cho người đi đón đức vua về đến xứ Thanh rồi. Không được, không được ạ. Vừa xuống chiếu ra lệnh thả rồi ạ. Chúng ta nếu không đón đức vua trong ngày 1, ngày 2 thì không thể nào kịp được ạ. Ông phải giấu chính cung. Dạ. Cô Ngọc, cô có muốn về không? Dạ, ghi bẩm vào. Không ạ. Cô về đi. Cô ở Muôn đây làm gì? Thánh thượng. Thôi, về đi. Đi, tha. Cô Châu, cô Châu. Dạ. Muôn tâu thánh thượng. Cô Châu, cô có muốn về nhà với có bố à? Mẹ không? Dạ có ạ. Ghi vào, cho cô về với mẹ. Ôi. Ngồi xuống. Dạ. Ngồi. Dạ. Đã sắp hết các buồng phi chưa? Tâu bề hạ mới được một nửa số buồng phi thôi ạ. Trời ơi, bao giờ tôi mới gặp được bà Vũ Thị Mây hả trời? Dạ tâu bệ hạ, thần đã tìm ra bà Vũ Thị Mây ạ. Bà bị giam trong lãnh cung ngày 18 tháng chạp ạ. Theo ta vào lãnh cung. Tâu bệ hạ, hướng này cơ ạ. Các ngươi dừng lại để ta vào một mình. Tâu bệ hạ, để thần mở cửa ạ.
lại trời lại Phật. Con phải dối trá lừa lọc người đời biết bao nhiêu để đến hôm nay. Con xin trút bỏ bộ quần áo của người khác để người yêu con nhận ra con. Bảo bảo cháu mua hộ đội chi cho chú. Cháu lừa chúng nó đấy. Chứ cháu chết làm sao được. Làm vua khổ lắm chú ạ. Không sung sướng gì đâu. Cháu thì mất mây, còn chú thì... Sông làng mình mát quá.